Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Morning số tự động quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số trả lại cho chủ xe rồi các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc sang tên thôi, vì bây giờ yêu cầu là phải thu hồi biển số ngay khi lúc mua xe các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là phiên bản Kia Morning số tự động màu xanh các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 quý bạn ạ, và chiếc xe này thì mới lăn bánh được 4 vạn km thôi quý bạn ạ, rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh Kia Morning, đấy, rất là đẹp. Và phiên bản này là phiên bản hatchback quý bạn ạ. Đấy, xăng tiêu thụ nhiên liệu đây thì rất tiết kiệm, chỉ loanh quanh khoảng hơn 5 lít thôi, là hơn 5 lít cho 100 km quãng đường thôi các bạn ạ. Và nhỏ gọn như thế này thì rất thích hợp cho chạy đường phố các bạn ạ. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp như chiếc xe Kia Morning này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, đó là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 280 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì được đây, chiếc xe này được sản xuất năm 2019 luôn các bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Sản xuất năm 2019 và sản xuất lắp ráp tại Việt Nam bởi công ty Thaco Trường Hải các bạn ạ. Nội thất thì nội thất da rồi, màu kem rồi. Tuy nhiên ở những chiếc xe Hàn Quốc thì option thì rất là nhiều luôn các bạn nhé. Được thiết kế với option rất là nhiều và đã được trang bị thêm một cái màn hình Android ZTEC rất là xịn sò các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Không những có màn hình Android ZTEC xịn trò, và chiếc xe này cũng đã được chủ xe lắp thêm camera 360 rồi, có cả cam trước, cam sau và hai bên cam sườn các bạn nhé, là camera 360 rồi, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà lại rất là tiện dụng nhé. Chạy ở trong phố Hà Nội thì những chiếc xe nhỏ nhỏ này mới là hữu ích các bạn ạ. Đấy, chạy ở trong phố Hà Nội đường đông chật hẹp mà hay tắc thì những chiếc xe Morning này luôn có lợi thế các bạn ạ. Đấy, chiếc xe thì rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Đẹp toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất. Đấy, từ những cái phần trần rồi những cái phần ốc này, ốc cốp sau, keo chỉ các thứ là còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chỉ hơn 200 triệu đồng thôi thì quý bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia Morning này. Quý bạn bỏ ra mấy chục triệu thôi là có thể làm trả góp để mua chiếc xe này rồi các bạn ạ. Đấy, rất là rẻ các bạn ạ. Thời điểm năm nay, thị trường ô tô năm nay rất là rẻ các bạn nhé. Thị trường ô tô năm nay thì cũng đang rất là chiều lòng những người tiêu dùng các bạn ạ. Tôi xin chia sẻ thêm về cái phần giá cả của xe ô tô tại thời điểm lúc này ạ. Giá cả ô tô tại thời điểm lúc này thì đang lao dốc. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn nào mà đã có nhu cầu mua ô tô thì cũng nhanh chóng khẩn trương để tìm cho gia đình của mình một chiếc xe ô tô phù hợp các bạn nhé, giá rẻ nhất rồi. Trong vòng mấy năm trở lại đây thì tôi thấy là năm nay là giá rẻ nhất rồi các bạn nhé. Chúng tôi là những người đi buôn xe mà còn thấy giật mình bởi giá quá rẻ đấy ạ. Chỉ có hơn 200 triệu, cụ thể là 280 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã có ngay một chiếc xe Kia Morning 2019 đời cao như này rồi đấy các bạn nhé. Đấy, màu xanh này thì rất là đẹp các bạn ạ. Rất đẹp, rất bóng, và màu xanh này thì đó là thuộc cái dòng màu xanh trung tính, phù hợp mới đủ các độ tuổi luôn các bạn ạ. Kể cả trai, gái, già hay trẻ đi đều rất là phù hợp các bạn nhé. Đấy, nội thất này đẹp từ trong ra ngoài, từ táp bi cánh cửa cho đến táp lô, kể cả đến những cái phần sàn này, phần ghế da này,
Đấy, đều rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Vô lăng cần số này đều rất là mới luôn. Màn hình ZTEC, camera lùi, camera hành trình đầy đủ hết rồi. Từ vô lăng, cần số, tay phanh, các thứ đây các bạn xem ạ. Đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có 4 vạn km thôi. Vì vậy các bạn là yên tâm luôn. Với những chiếc xe này thì rất ít xe chạy dịch vụ các bạn ạ. À, chỉ những chiếc xe số sàn thì hay chạy dịch vụ. Những chiếc xe số tự động này thì không hay chạy dịch vụ rồi. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Morning 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.25 lít và chúng tôi cam kết về cái động cơ này còn nguyên bản này, keo chỉ, ốc cabo các thứ này là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, đây là cái ốc cabo còn nguyên bản này. Đấy, toàn bộ về phần động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi và còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết zin từng con ốc, ốc mặt máy, ốc chân máy các thứ là còn nguyên hết ạ, chưa có tháo rời đâu các bạn nhé, chưa có một vết tháo các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning này thì đừng chần chừ gì nữa, hãy nhấc máy gọi ngay số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.